gì mà lắng hết sợ. Đâu kia, đâu. Cháu Thành đúng không? Thành. Trời ơi, quá trời nắng em ơi. Rồi, em xíu. Để chị ơi, công an gì? Ông nó nặng. Bà về quê thôi mà bà bán dừa chứ bỏ dưới quê bán có bán dừa hay sao á. Rồi tới bác Tài ơi. Châu Thành phải không chị? Đúng rồi, Châu Thành. Trời ơi, làm gì đem dừa nhiều vậy? Trời ơi em ơi, dừa đó là không phải dừa thường đâu. À, dừa sáp đó. À, dừa sáp ha. Ừ. Vậy ha. Ừ, đem về cho biếu dòng họ. Rồi về chợ Tết chị Huynh Tết ha. Ừ. Ừ, ngon là ngành đầu. Rồi mọi người gác an toàn nha, đi nha. Rồi đi nha. Để trên hướng rồi. Để trên hướng rồi. Rồi. Vậy nha. Rồi lên xe, lên xe đi. Xe đi với anh chị ơi. Rồi đợi xe lạnh cái dây. Xe tới rồi. Đâu vậy? Đâu? Đi Cà Mau không? Cà Mau chỗ nào? Anh lên Phúc Tân á. Phúc Tân hãy cùng với em luôn nè. Mà dính nào vậy? Dính giờ ai chủ quyền của Duyên Khái á. Duyên Khái không? Đúng rồi. Duyên Khái chờ mời. Dính vào Cầu Công á. Đây cái Cầu Công không? Đúng rồi, nha Cầu Công. Còn bây giờ bà hai em á. Bây giờ em xuống xuôi bến xe. Xong rồi chị bắt xe cho chóng nghe chiếc xe của chị. Ta tới không chị Chiến anh ơi. Cho miễn xong rồi chị. Ok. Là chị bắt xe hơn. Nha. Vé xe tết lên nha. 350 thôi. 300 được rồi. 300 được rồi em ơi. 320 được không? 320 đi. 350. Chị khó chở chị đi chứ vậy. Hả? 350. 3.3 được không? 350. Ừ là chở cho chị lên đi. 350 nha. Ừ. Rồi dạ. Lên mẹ chị ơi, lên mẹ chị ơi, công an không mà đậu dưới đường vậy. Chặn cái lóng rồi nè chị ơi. Lóng rồi chị ơi. Rồi. Đóng lại đây này, đóng lại đây. Rồi đi giùm em nha. Tao chú này có hai đứa hai người khách nữa. Tâm ơi, hả? Sáng nay không kêu gì tài xế dừng lại thì nói chuyện cho anh xong rồi thì chạy ra xe luôn. Chị dí theo mệt quá. Ai biết dí thì làm gì em bị liệu mà. Trời là trời. Mà nói nghe nè, mọi người á là ai Cà Mau này em nói biết nè. Cà Mau dưới tay giùm tay. Tay dưới tay. Rồi tới đó, xe Cà Mau của ai với nguyện là tự chung chuyển vô nha. Vô. Ở xe Cà Mau chung chuyển vô nha. Rồi bắt đầu là bắt sơm vô. Nãy chị nói chị chung chuyển vô tới nhà cho em mà. Hả? Trời em mua vé 320.000 chị nói chị chung chuyển tới nhà cho em đã giờ chị nói em về ơn là sao? Tại vì á nó phải theo đường. Em biết không, nó phải theo một cái con đường quỹ đạo của nó. Ví dụ giờ ở Phú Tân, tập trung Phú Tân hết thì đưa một xe một chứ không có gãi gác được. Người Phú Tân, người Đắk Bùi, người Cái Rau Dàm thì sao mà chơi người được. Em nói chị giá nhiêu? 320, 350. 350 xong bé đó 320. Bé đó tới bến xe Cà Mau. Thời nãy em cũng nói chị thả xuống bến xe Cà Mau xong rồi đi tự đi chơi xe ôm vô. Tại em lại lên xe trước. Tết, bé này đặt trước có 2 tháng trời rồi. Ôi em ơi, người ta đặt trước chị ơi. Mà trước sao vậy, ngồi cũng ém như cá mồi vậy. Người ta đặt trước, chị hiểu chưa? Rồi. Xe chị gửi cho em về cho tới nhà chứ tới đó em đâu có biết đường đâu mà em đi. Rồi. Bây giờ tới đến xe Cà Mau, cái em tự động bắt bác xe ôm vô, em hiểu chưa? Xe ôm đó vô về cái là vào cái 300 ngàn đó ha. Trời ơi. Cái giá xe từ đây chị. Như vậy. Không, em đi xe buýt về cũng được mà. Xe buýt tới đây đông lắm. Trời ơi trời, ngồi dẹt dữ lắm trời. Rồi. Anh tài xế ơi, đi xin ghé bên cây lậy á. À rước hai bé gái đi nha. Rồi, okay. Hai bé đặt trước 1 tháng trời rồi. Trời ơi, em nữa mà trời. Em nhớ là Châu Thành với chị
xuống chật lắm luôn á, xe ngập quá mở cái lạnh lạnh thấy chưa. Đây Bạc Liêu, em Bạc Liêu đúng không? Bạc Liêu chỗ nào? Ngay ngã tư Bạc Liêu. Rồi bây giờ á, chị tới bên Giá Gai xong chị đẩy em đó, xong em đi xe ôm vô nha. Đâu được chị, đi không cùng tiếng em, hay cùng tiếng thì mới vô chổng được. Trời chị thả Giá Gai em phải đi ngược lên cả trăm cây số nữa chạy. Em chỗ nào? Em ở ngay Hồng Văn. Rồi xuống hộ phòng, đi xe qua cho chị. Trời cái gì mưa nó xuống hộ phòng như vậy? Em Mỹ Tho chị ơi. Mỹ Tho phải không? Dạ, chợ Mỹ Tho. Rồi Mỹ Tho hút em xuống đi. Cái gì vậy? Kia em hồi nào đâu? Thanh hồi nãy chị la như một con điên vậy. Mỹ Tho xuống nghe. Em lo em ngủ mày hả họng, ngủ không à? Anh ơi sao chị không kêu em? Thánh thần ơi, tôi kêu này gói gà em nghe không? Bà đứa này mới sắp hẹn mới la lên nè. Sao mà đi được chạy? Không chạy, mày tới chạy miền Trăng. Tới chạy miền Trăng cái đầu cái em xuống. Bắt xe đi vòng ngược lại nữa hả? Ừ. Lo ngủ luôn trời ơi. Bây giờ hoặc là bây giờ chị qua tới Cần Thơ. Chị đã nói sao bắt xe vòng ngược lại. Dạ chạy lạ, chị Cần Thơ về tới Mỹ Tho rồi. Chị không kêu la lớn lên cho em biết chứ. Thánh thần ơi, nãy chị la như một cái lo, ai biết em ham ngủ không chị? Có ai có ổi ủa về bà Kim đưa bọc nha. Em trên xe giữ đi, xin giùm em nha. Tới bánh xe phía trước cho em xuống nha. Gì? Tới bánh xe cho em xuống nha. Rồi, khoảng chừng tầm trăm cây nữa tới bánh xe phía trước. Cái gì vậy? Thôi đi xuống liền luôn đi. Xuống trời ơi. Rồi. À, tiền vé của em là 350 nha. Gì em 350 em Bạc Liêu mà. Bạc Liêu là 350 với em. Bạc Liêu cầm áo sát bên. Sao nãy chị nói có 300 thôi. Ủa chị nói 300 hả? Thì đúng rồi đó, chị em nói đúng rồi đó, chị quên. Rồi, sao chị là cái bánh kén không đó. Rồi, ai Sóc Trăng? Tôi Sóc Trăng. Sóc Trăng, ai nữa không? Sóc Trăng chỗ nào? Sóc Trăng nghe hình chị. Rồi, chị ghé lộ bánh bía xuống đó, xong mới sơm vô. Cái gì? Sao sai như vậy? Đi ngay cái lộ bánh bía đi, giờ 50 cây nữa đó má. Thánh thằng ơi, chứ em ơi, cái đường chị đi là nó không có cái tiếng đó, chị đi hướng khác. Thì đi ghé tới Phước Lộc kem được không? Nó gần hơn. Không, chị không ghé Phước Lộc, chị ghé chỗ khác rồi. À. Nha, chị đường Mỹ Tú. Thì Mỹ Tú cũng được đó, Mỹ Tú tới cái ngã năm á cho chị quẹo quanh quanh rồi. Đi hướng về Cà Mau được cầu tóc rồi. Nha, đất ơi. Chiếc xe này là không bao giờ mà ai tới nhà được nè. Nha, em cảm ơn chị nha, còn bé này đâu rồi? Dạ, chị mới về tới nhà. Thơ phải không? Cái nào Thơ? Thốt nốt. Thốt nốt Thơ phải không? Rồi tới Cần Thơ có trạm dừng chân, xong dừng đó xong em đi xe ôm vô. Gì trời? Bốn mấy cây lận đó. Hả? Bốn mấy cây lận. Chứ đâu có đi được thốt nốt vô đâu em. Sao nãy chị nói cả trăm cây nè cha. Tại vì nó chỉ chở em tới nhà mà. Thông cảm đi, Tết nhất tới nơi rồi, về quê ăn Tết là phải chịu đi. Về quê ăn Tết phải chịu đi. Chị là mấy chăn chở Châu Thành luôn. Rồi chở Thành đâu rồi, ok 350 nha. Rồi bé đâu bé ơi. Bé đâu em ở Mỹ Tho phải không? Mỹ Tho Tiền Giang phải không? Rồi đi chung xe ôm để như này hút rồi trăm cây nữa hả? Tới bánh xe là vòng ngược lên trăm trăm cây là lại là nó hút là hút Mỹ Tho mà không có la làng gì lên hết trơn á, bay em ru à. Thỉnh thoảng chị la một cái đó mà chưa vừa lòng, em muốn chị la cái nào nữa. Ủa, nãy lại lỗ tai em, chị la lên là tới Mỹ Tho rồi em mới nghe chứ trời, em ngủ xem nghe được. Thỉnh thằng ơi, mày với con nhỏ này hả? Đâu đây em đi hả? Đi chung với em á chị. Chung với này rồi hai đứa xe ôm vô. Con mắt tao mở không lên mà tao nghe bà nói là tao gắng mở đó. Rồi anh đó anh đâu? Đi Cần Thơ chứ nào? Nghe chở Cần Thơ phải không? Rồi tí xíu ghé cờ chậm chung đi chung với mấy này vô luôn. Anh vô còn chở Cần Thơ có 10 cây nữa, ở 5-10 cây nữa. Xe ôm vô gần. Thông thường tôi đi là nó đưa tới nhà mà. Hả? Thông thường tôi đi anh nó ơi, đưa tới nhà. Tết anh ơi tôi đi tiếng chánh luôn mà. Có tiếng mà gọi là tiếng ghẻ nhánh là em không có dừng. Nghe thông cảm với em nha. Đi với trời. Đường xe bả chạy như cái ông Minh vậy đó. Thông cảm với Tết, nhất cái nơi muốn về quê ăn Tết thì rồi im lặng đi nha. Mà không có đi cái đường thẳng đâu, bả đang chạy đường bụng năm sao. Làm đâu đi xe này nữa. Làm đâu vậy? Làm bên khu công nghiệp bông sao cũng không cần. Cái gì? Chị làm bông sao hả? Ủa chị làm lâu chưa? Chị làm 7 năm rồi. À em có nhỏ em làm công bông trước đó. Trời ơi, chị làm công ty bông gòn nè. Bông gòn hả? Là kế công ty bông sao đó. Lúc trước em nộp vô hồ sơ chẳng mà hôm em không có làm được. Dữ gì nha. Nặng quá, bên bển tăng ca nhiều quá. Dữ mà sao? Trời ơi, hồi xưa chị 72kg, giờ chị còn có 55. Lúc trước em hả? Lúc trước em cũng làm ấy nè, bây giờ em làm đơn xe. Ủa sao vậy? Thời gian ngắn làm biến làm không biết thôi. Mà chị thấy em làm đơn xe em hơn đó. Yêu em một cái mẹ em lanh lẹ. Một ngày mà nói chuyện khô nước miếng. Vậy hả? Muốn lấy tiền khách đâu dễ đâu má. Cực khổ lắm má ơi. Trời ơi, làm công ty bông gòn kìa, em hơi nặng lắm, trời nặng. Bông gòn nặng lắm không? Không gòn. Bây giờ em tưởng tượng đi. Hả? Một ký bông gòn với một ký sắt cái nào nặng? Cái nào nặng? 2 ký nặng đều. Ừ. Cái nào cũng là 1 ký mà. Cái nhỏ là chơi.
Tới cái vừa lùm là em ngủ. Em không phải ngủ đi, em gần tới rồi đó. Tới rồi đó thì bởi vậy làm công nhân tăng ca chị ơi. Chứ tính ra làm gì mà sướng. À, sướng. Mấy giờ nghỉ vậy? Hả? Đi xuyên suốt đi em, đi nhà mà chiến. Anh tài xế này thả xuống không? Là bắt đầu em đi lên xe khác, em đi ngược lên. Đi ha. Đây Tết nhất nè, xong rồi xe không có đây gặp người này người kia vui. Gặp này kia vô. Anh ơi tới cây lại nhớ lòng tới cây lại nhớ nhắc em nha. Dạ rồi, dạ rồi. Thôi lòng tới Cần Thơ. Dạ. Chắc em rước 4 đứa nữa. Rồi. Hết chỗ rồi đâu em nữa. Hết chỗ rồi đâu em nữa. Hết xíu 2 mấy cây xuống là 2 mấy 4 mấy cây lên. Rồi. Thông cảm thì tết nhất đông đúc là phải trả chịu thôi. Ai đi xe máy về thấy kẹt xe vào đường không? Kẹt xe âm tối chứ. Bởi vì chị đặt trước đó mà không có đặt được bị quỷ sao mày hên là có em đẩy chị lên luôn. Mỗi lần đi có, về có chị có bên chị có lãnh tiền thưởng không? Đó chứ. Đi ha. Tháng này chị được 3 triệu rưỡi chưa? Đấy chị sẵn lòng chị coi được chị gái em vô rồi. Chị ơi. Ơi chị biết điều không vậy? Ta nghỉ ngơi với chị nói chuyện hoài ai ngủ được. Ngủ đi, ngủ đi. Đi xe yêu nhau trêu nhau tôi. Hai bánh xe cho thành danh thủ nha. Ai đi Sóc Trăng mới xe thành ghé nào đi sao bao giờ em đi mọi người ơi. Em Bạc Liêu, em Bạc Liêu. Thánh thần ơi Bạc Liêu hút rồi em ơi. Cái gì? Sao nãy giờ chị không kêu? Thánh thần ơi chị la như một con điên vậy trời. Trời ơi trời. Em tới Sóc Trăng người ta gọi ông ơi ông. Ủa? Ủa? Bây giờ em xuống xe luôn xong bắt xe ôm ngược lại. Ngồi Cà Mau sao chị? Cà Mau rồi bây giờ ai em ngồi đây. Còn ai Châu Thành đó không? Là xuống giùm em. Bắt xe rồi. Rồi bắt đầu quẹo bánh xe rồi bánh xe nha. Báo thì chứ chị ơi, thiệt tình luôn á. Rồi. Chị ơi, tới Châu Thành chị ơi. Chị. Tới Châu Thành này, Châu Thành tới. Rồi. Có đồ đạc trên xe rồi, chị ghé đến đây. Ngoài này đi. Chứ vô cổng chưa đóng đường, đóng thế. Ở đây bánh bía ngon lắm, phải chị ghé mua bánh bía ăn nha. Đặc sản ở đây mà. Rồi, dừng ở đây. Chị em. Dạ, dạ. Rồi ai cho thành xuống giùm em ơi. Em ơi. Bến xe cho thành Sóc Trăng. Cái buồn vừa chị đâu rồi? À ngoài sao? Ngoài sao? Bây giờ chị mở Sóc Trăng chỗ nào hả? Hả? Chị ngay chợ chỗ ở đó Sóc Trăng đâu chị ở Châu Thành. Cứ việc đang ở Châu Thành nè. Đâu Châu Thành Sóc Trăng. Rồi bà xuống luôn, xuống luôn. Cái gì vậy? Châu Thành Sóc Trăng là gì? Bé Cà Mau ngồi xuống. Ở Châu Thành Sóc Trăng mà. Chị đâu có đi Sóc Trăng đâu. Chị đi Châu Thành Tây Ninh. Thánh thằng ơi mẹ. Cho Tây Ninh nữa mẹ không nói. Ủa chị ai biết đâu chị tưởng em biết là Châu Thành Tây Ninh. Thánh thằng em có biết đâu. Cái này là Châu Thành Sóc Trăng là sao nữa? Ờ vô không có tự nhiên cái hồi nãy chị nói là chị đi Châu Thành cái phòng phóng lên xe luôn em tưởng là chị Thành Sóc Trăng. Tây Ninh là đi xe miền Đông chứ đâu đi xe này. Đúng rồi, xe này miền Tây. Xe này xe về miền Tây mà. Ồ, xe này miền Tây hả? Đúng rồi. Xe không nói chị. Hồi nãy giờ nói quá trời luôn rồi, nói là đúng người rồi. Cần Thơ, người đi Cà Mau này kia, sao lúc đó không biết đi? Ai biết đâu, nãy về em lên ngủ rồi. Thì đâu, chị lên chị không hỏi, chị Châu Thành, thành Sóc Trăng. Gọi dạng sao? Ai biết, bây giờ chị xuống xe, đúng không? Chị xuống bánh xe, chị bắt xe ngược lên trên Tây Ninh lại. Thánh Đăng ơi, mày có điên không? Hả? Tao được nghỉ Tết có mấy ngày, bắt hết mẹ 2 ngày rồi. Rồi sao lúc đầu mày nói là họ không nói là đi Châu Thành, Sóc Trăng đi? Không, bây giờ Tết xe chạy nhiều lắm, yên tâm đi, không sao chưa á. Tổng thôi thì xuống xe, xuống nhà nghỉ ngủ. Còn qua sáng hôm sau đi bắt xe lên. Trời ơi, cái con này thiệt tình đó mẹ. Rồi giờ sao đây trời. Em biết mà ông nói chưa gõ vô bà nội. Đây. Ôi, thiệt tình á. Rồi ai xuống xe ra đi vệ sinh đi nha mọi người nha. Ôi ghê á. Rồi. Ra sao hơn lạ gì vậy đó. Không nói nặng ta tiếng nào chứ. Rồi đưa cái miệng buồn về đây. Nam Mô A Di Đà Lạt, thành phố sương mù mộng mơ. Cái gì vậy em? Cái gì vậy bay? Cái gì vậy? Cái gì mà rụng rời thân xác hết trơn rồi? Ai mà biết đâu. Rồi bà làm gì vậy bà cố nội? Thì là cái bông chùa mà bự quá trời đi, bắt buộc phải bà ta tháo nó xuống chứ. Ai mượn? Anh Nam ơi, ai mượn vậy? Chứ bây giờ cái bông chùa chà bá nữa, lấy đâu vô cái xe đó bà nội. Rồi sao không để dưới chân ta, tự nhiên cái bẻ ra tét cái từng trái gì bà nội? Ai mà biết đâu. Còn má này làm việc gì mà không có trách nhiệm gì hết trơn vậy? Trời ơi, Khánh Hằng lộn ngôi, về quê để một vừa cho bá lửa vậy. Khánh Hằng ơi, để không vừa, bây giờ cái một vừa phải tét ngay cái trời trong cả. Trời ơi em ơi, chị để nguyên buồn là người ta cố tình người ta gọi là biết gì không? Gọi là nó xâm phầy, người ta về ta biếu tết tự nhiên cái bà tét ra cho người ta cô đơn lẻ loi một mình vậy. Hả ai mượn? Thông cảm chị ơi, xe nó cái bãi gì quá trời chứ mà lên chị đâu. Rồi cái né đi đi hả? Khánh Hằng ơi, cứ kêu chở đi Châu Thành, Tây Ninh chở đi Châu Thành. Lúc đầu không nói gì đi má. Rồi sao lúc đầu mày không nói đi? Sao bà không hỏi? Yeah. Ông sùng hết trơn vậy. Ôi là mèn, tiền đã tốn tiền rồi mà còn mất thời gian nữa. Rồi. Thế tôi dễ nha. Vui vẻ hòe hỏi vui vẻ gì nữa.